siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Dự án cảng trung chuyển container quốc tế Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh do tập đoàn MSC, Chin, tập đoàn vận tải biển lớn nhất thế giới, cùng đối tác Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Công ty Cổ phần, VIMC và Cảng Sài Gòn nghiên cứu. Đề xuất, dự án có quy mô khoảng 7,2 km cầu cảng, tiếp nhận tàu container trọng tải lớn nhất thế giới hiện nay, 24.000 TEU, công suất thông qua 10 đến 15 triệu TEU. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Dự án được phân kỳ thành 7 giai đoạn đầu tư, bắt đầu triển khai thi công xây dựng giai đoạn 1 vào năm 2024 và đưa vào khai thác năm 2027. Kế hoạch phát triển cảng quốc tế Cần Giờ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 3987, QĐ Ủy ban Nhân dân về kế hoạch phát triển hệ thống hạ tầng cảng biển trên địa bàn đến năm 2030. Quyết định đề ra mục tiêu đến năm 2030, phát triển hệ thống cảng biển TP, Hồ Chí Minh đồng bộ, hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội.